Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lộc Tàng vừa mới cập nhật được cái thông tin mới nhất liên quan đến tình hình xét xử phiên tòa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai để xét xử cặp đôi Trang và Thái nhà cô dì chú bác. Thì cô dì chú bác đang rất là quan tâm liệu chừng có quay phim trực tiếp được hay không. Thì đến hiện tại bây giờ Lộc Tàng cập nhật được cái thông tin rất là vui để gửi tới cho cô dì chú bác ở những cái nơi xa mà không có mặt tại dự được cái phiên tòa. Thì là cái thông tin rất có khả năng cao là sẽ quay được trực tiếp nha cô dì chú bác, nhưng không phải là quay ở trong phòng của hội đồng xét xử mà quay ở phía bên ngoài, và ở bên ngoài chúng ta vẫn quay được những cái khung hình ở trong hội đồng xét xử. Tức là hiện tại bây giờ là ngày hôm nay là ngày 20 thì bên hội đồng xét xử bên tòa án thành phố Hồ Chí Minh họ đã rất là kỹ càng, họ chuẩn bị hai cái màn hình luôn nha cô dì chú bác. Một cái màn hình ở trong phòng hội đồng xét xử gần nơi cái chủ tọa ngồi, và họ sắp xếp tiếp thêm một cái tivi nữa, tivi màn hình lớn đặt ở phía bên ngoài của hội đồng xét xử, tức là đặt ở ngoài cái không viên ngoài sân hay cái gì đó mọi người, thì là để cho tất cả mọi người đều xem. Và cái tivi đó là để chiếu lại những cái xét xử trực tiếp trong phiên tòa, và có những cái thước phim mà con đang gì ghẻ tấn công bé VA ở trong đó nha cô dì chú bác. Thì đây quả thực là một cái thông tin cực kỳ vui. Thì chắc hẳn là nếu như cái màn hình đặt ở phía bên ngoài thì đã công khai rồi đúng không ạ, tức là không còn giữ kín cái gì ở ngoài nữa, thì rõ ràng rằng là những người như YouTube, như Lực Tàng chẳng hạn, hoặc là Facebook chẳng hạn, thì họ có thể là họ quay được nha cô dì chú bác. Họ quay vào cái màn hình TV đó và họ sẽ phát lên trên kênh, không biết rằng có bản quyền hay như nào không, thì đấy Lực Tàng xem xét để xem như thế nào. Mà nếu được một cái là Lực Tàng trực tiếp luôn cho cô dì chú bác để cô dì chú bác sẽ theo dõi nha. Thì cái thông tin như thế nào thì hiện tại bây giờ là bên phía họ cũng đã cung cấp cho chúng ta để chúng ta nắm bắt. Thì tòa chiếu lại cảnh bố và dì ghẻ hành hạ bé 8 tuổi đến chết. Trước ngày xét xử, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lắp đặt một màn hình cực lớn để chiếu lại một số hành động đánh đập hành hạ của Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Kình Trang đối với lại bé Vân An. Sáng mai ngày 21 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Kình Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, truy tố về các tội. Thì Lực Tàng khỏi tố thời gian của dự bác ha. Chủ tọa phiên tòa là ông thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Phiên tòa được xử công khai tại trụ sở của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng ngày 20 tháng 7, phòng xử án đã được kỹ thuật, đội chuẩn bị kỹ thuật kỹ càng với lại một tivi được đặt ở phòng lớn bên ngoài. Truyền hình trực tiếp diễn biến phiên tòa trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được lắp đặt ngay gần bàn của hội đồng xét xử để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video clip ghi lại hành vi bạo hành đánh đập của Trang và Thái đối với lại bé A. Theo truy tố, sau khi vợ chồng Thái ly hôn, Thái nuôi con gái là cháu Nguyễn Thái Văn Nam. Thì cái này là đọc rồi, không cần đọc lại đúng không mọi người. Thì Lộc Tàng chỉ quan tâm đến cái chi tiết là có màn hình TV ở bên trong để chiếu lại những cái cảnh đánh đập của bé VA, và đặt màn hình TV ở bên ngoài để gọi như là tường thuật trực tiếp cái phim xét xử luôn cho tất cả chúng ta để chúng ta nắm bắt. Thì đây là cái màn hình được làm sẵn ở trong hội đồng xét xử rồi nha cô dì chú bác. Đấy, cô dì chú bác có thể nhìn thấy đây là báo chí đã đưa cho chúng ta cái hình ảnh. Đây là bên trong hội đồng xét xử, nó sẽ có một cái tivi đây nè mọi người. Được chưa? Rồi bây giờ bên ngoài sẽ có một cái tivi nữa nha. Người ta sẽ cho mọi người thấy cái tivi ở bên ngoài. Đây là cái tivi được đặt ở bên ngoài nè. Bên ngoài hội đồng xét xử nè, để cho mọi người cùng theo dõi nè. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Họ đã chuẩn bị rất là kỹ càng, tại vì đây là một cái vụ án hết sức là chấn động. Và tất cả mọi người đều quan tâm, thì rõ ràng là bên phía tòa án họ sẽ sắp xếp rất là kỹ càng. Và khả năng ở đây siết chặt an ninh rất là cao nha cô dì chú bác. Ngày mai là cô dì chú bác rất là đông người sẽ vậy như là tập trung về bên phía tòa án để theo dõi cái sự việc. Thì Lực Tàng cũng vừa thấy là ở đầu cầu Hà Nội, tức là ở ngoài Hà Nội mọi người, mặc dù trời mưa rất to, nhưng tất cả mọi người đều đã xuống diễu hành rồi, đã mang những gọi như là hình ảnh của bé này, băng rôn này, khẩu hiệu này, này nọ này, rồi chạy xe trên đường diễu hành đồ này kia rất là hoành tráng rồi nha cô dì chú bác. Hà Nội sáng ngày 20 tháng 7, nhiều người dân đã diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm lên tiếng đấu tranh để góp tiếng nói đòi công bằng cho bé này. Đây mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh người ta đi diễu hành đây mọi người. Đây là Hà Nội nha, đúng dân Hà Nội chơi chết luôn nha mọi người. Đây ha, đây hình ảnh đây mọi người nha. Đây là hình ảnh bé Vân An được chạy xe trên đường này. Mọi người thấy chưa? Đã có tình tiết đi diễu hành rồi đó. Được chưa? Rồi đây,
Rồi, chở hình ảnh của bé Việt Nam đi nè. Và đây rất là đông người đã đứng chờ đây. Còn một số hình ảnh nữa trên cái cầu mà hiện tại bây giờ ngoài Hà Nội trời vẫn đang mưa nha mọi người. Nhưng mà họ vẫn gọi như là tập trung vào cái câu chuyện của bé VA, không bao giờ buông bỏ. Tức là cô dì chú bác ở khá xa, cho nên rằng là sẽ rất là khó vào. Và hiện tại bây giờ thì đang hỗ trợ về mặt tinh thần. Đây là hình ảnh của bé VA khi nhận cái giấy khen ở trong trường học đây nha cô dì chú bác. Đấy, một hình ảnh rất là dễ thương. Đây, mọi thấy không ạ? Đó, như thiên thần như vậy mà nó tước mất tính mạng của bé đó, mọi người có thể nhìn thấy đó. Đó, rồi chúng ta sẽ cập nhật liên tục mà, chúng ta nói là chúng ta sẽ cập nhật liên tục những thông tin cho cô dì chú bác để cô dì chú bác nắm bắt. Còn một số hình ảnh nữa trên đầu cầu của bên ngoài Hà Nội luôn nha cô dì chú bác, họ cũng đang tập trung để diễu hành băng rôn. Và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chưa thấy nha cô dì chú bác. Ở ngoài Hà Nội là họ chơi mạnh hơn, đúng không? Họ chiến đấu tới cùng cái sự việc đây. Đây là hình ảnh ở ngoài đầu cầu ngoài Hà Nội là trời đang mưa rất lớn nhưng mà họ vẫn là hình ảnh của bé VA này mọi người. Thấy chưa? Ở một cái cây cầu nào đó có hình ảnh của bé VA, rất là nhiều người cũng đã xuống đường đây. Đấy, giống y như thế là một trận chiến đối với lại quân địch ngày xưa luôn mọi người nha. Chuẩn bị rất là kỹ càng và lên phương án rất là tối ưu rồi. Đấy, còn không biết ở trên thành phố thì hiện tại giờ tàn đang có mặt thành phố Hồ Chí Minh nhưng trời đang mưa, cũng mưa rất lớn. Và lực tàng vừa đến cái khu vực tòa án thì cũng chưa có cái gì để mà lực tàng cập nhật cả, cho nên là lực tàng cũng chưa thông báo cho mọi người biết. Tại vì bên trong tòa án hiện tại bây giờ là mình chưa vô được nha cô dì chú bác, chưa vào được, chỉ đứng ở ngoài cổng quay tùm lum ở ngoài cổng thôi chứ chưa vô được nha. Rồi bây giờ lực tàng sẽ cung cấp cho mọi người tiếp tục một cái thông tin nữa, tức là luật sư Anh Thơm đã lên máy bay và chắc có khả năng là đã hạ cánh dưới sân bay Tân Sơn Nhất rồi nha cô dì chú bác, an toàn rồi nha. Thế cái thông tin như thế nào thì bên luật sư Anh Thơm cũng đã cung cấp cho lực tàng để lực tàng cập nhật cho mọi người luôn. Chuyến bay của Công Lý và Tình Người vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2022, tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai các bị cáo. Thì không cần phải đọc lại nha mọi người. Trước khi phiên tòa xét xử, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu Vân An đã quyết liệt không khoan dung với tội phạm bạo hành trẻ em, vì đó là tội ác lớn nhất của loài người và không có gì có thể biện minh cho tội sát hại trẻ là người yếu thế mà pháp luật phải đặc biệt bảo vệ. Để tham gia phiên tòa vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 2022, luật sư Thơm đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways. Với sự nhiệt tình trợ giúp của các nhân viên hàng không trong suốt chuyến bay, luật sư đã có một chuyến bay nhiều ý nghĩa nhất trong quá trình hành nghề luật sư. Các nhân viên của hãng hàng không có thể đã biết luật sư Thơm đang trợ giúp cho bé Vân An nên đã dành những tình cảm thân thương và lòng kính trọng. Đã hạ cánh an toàn rồi mọi người. Và đây là luật sư Thơm đang cảm ơn cái hãng bay Bamboo khi đã hỗ trợ luật sư hết mình và có một cái chuyến bay cực kỳ đáng nhớ nhất trong cuộc đời của luật sư nha mọi người. Có lẽ Vân An đang ở một nơi phương trời xa lắm nhưng lại đang rất gần khi luật sư lúc này để đồng hành cùng luật sư trên chuyến bay của hành trình bảo vệ công lý và công bằng cho con. Ngồi trên chuyến bay, nghĩ đến con đang phải sống trong những ngày cuối cuộc đời tại địa ngục trần gian của những ác quỷ mà không cầm được nước mắt xót thương. Mong sao con ở nơi xa đó con sẽ được sinh ra một lần nữa trong vòng tay yêu thương của mẹ và gia đình thân yêu. Những điều cao quý nhất của cuộc đời xin dành tặng cho con như một lời tạ lỗi của mọi người đã không thể giúp con trong lúc đang tuyệt vọng nhất. Trải nghiệm trên chuyến bay tốt nhất bao nhiêu thì lệ càng tuôn trào khóe mắt và đắng lòng bấy nhiêu. Những hình ảnh của con bị chúng bạo hành đã làm cho mọi người trong xã hội đều phải nhỏ lệ. Thương con càng nhiều thì căm phẫn tội ác của chúng gây ra càng lớn. Công lý công bằng cho con là điều mà mọi người đang đòi hỏi, phải được thực thi theo đúng quy định của pháp luật. Đấy, mọi người có thể thấy là luật sư đã hạ cánh rồi nha. Đây là bầu trời mà luật sư bay. Và đây là hình ảnh của luật sư này. Và bên dưới là luật sư đang lên máy bay nhưng không quên là gọi như là ôn tập lại bài để ngày mai chiến đấu nha mọi người. Đó. Cáo trạng đầy đủ hết chi tiết nha. Đấy. Và đây là chắc hẳn là cái đáng nhớ nhất của luật sư khi hãng bay Bamboo đã để cho luật sư một bữa cơm rất là chất lượng. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Đó, thì người ta nói rồi, ở hiền thì sẽ gặp lành, làm việc tốt, phúc đức cho đời cho người thì đời và người sẽ hỗ trợ lại luật sư.
Và hiện tại bây giờ Lực Tàng chưa biết được rằng luật sư là đáp và ở chỗ nào, nhưng mà nếu như mà luật sư chỉ cần mà gọi như là hết tên một tiếng thôi, hoặc là ghi một chữ ở trên trang Facebook thôi, là anh em sẽ trợ giúp luật sư tới nơi luôn nha mọi người. Hiện tại bây giờ đội hình của Lực Tàng bây giờ đã ổn định, vô khí thế lắm rồi, tức là chiến đấu với bọn xấu bọn ác là chơi là phải như vậy nha mọi người. Đó, thì cô dì chú bác là cứ bình tĩnh, Lực Tàng sẽ cập nhật những thông tin gọi như là sát sao nhất liên quan đến tình hình của vụ án để gửi tới cô dì chú bác. Bây giờ ra tòa án quay không có thấy gì đâu nha mọi người, không có gì ngoài đó đâu mà ra. Bây giờ là kể cả mà bên phía gia đình là bên kia nó cũng im như cầm như hến rồi, nó không nói gì đó. Chắc có khả năng là rất là cao là ngày mai là không biết là họ sẽ xuất hiện không, hoặc là như thế nào, nó sẽ bày những cái mưu kế gì. Thì để Lực Tàng sẽ tiếp tục. Lực Tàng rất là cảm ơn cô dì chú bác ở ngoài đầu cầu Hà Nội khi đã lên những cái cuộc diễu hành và gọi như là đưa hình ảnh của bé xuống để hâm nóng cái sự việc trước ngày xét xử. Thì mong rằng là bên phía ông tòa bà án, ông pháp bảo luật sẽ biết được và nắm được thông tin như thế này để gọi như là xử cái cặp đôi Trang Thái kia cho đúng người đúng tội và hợp với cái lòng mong mỏi của tất cả người dân chúng ta. Thì bây giờ Lực Tàng sẽ tiếp tục đi cập nhật thông tin, đi lòng vòng quanh thành phố xem như thế nào, rồi Lực Tàng sẽ có những thông tin mới nhất để gửi tới cô dì chú bác trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.